trùm momo.com, web chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùm momo.com để kiếm tiền nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cá Quân nha. Thì hôm nay mình sẽ không rườm rà nữa, chúng ta cùng vào vấn đề chính luôn. Tại vì hôm nay nhà phát hành đã đăng tải một cái video khá là thú vị trong cái đợt chuyển giao từ nhà phát hành bên Hàn Quốc sang Việt Nam. Đấy, chuyển về Việt Nam thì trong tháng 6 tới, và hôm nay là 31 tháng 5 rồi, mai là tháng 6 rồi mọi người ạ. Còn không biết là mùng mấy tháng 6 thì chúng ta sẽ được trải nghiệm phiên bản Việt Nam. Còn đây là video do nhà phát hành đã đăng tải trên trang group nha mọi người. Thì trong này mình thấy tiểu trò chơi thì vẫn bình thường, nhưng mà riêng leo tháp thì có một cái điều cực kỳ là đặc biệt luôn. Mọi người xem xong video mọi người thấy chả có gì là khác thường đúng không? Nhưng mà Cá Quân thấy một điều cực kỳ là khác thường luôn. Đây, mọi người nhìn xung quanh của con nhân vật đi. Đấy, có hai quả cầu bay xung quanh luôn. Mình không biết là đây có phải là cái vật phẩm mới hay không. Mình hy vọng đây sẽ là vật phẩm mới. Nếu mà chuyển về Việt Nam ấy có cái vật phẩm này thì mình sẽ review cho mọi người xem như thế nào nha. Không biết là có map mới trong tiệc trò à, không biết là có map mới ở trong cái phiên bản sắp tới này không. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ thấy cái điều đặc biệt như kiểu là cái vật phẩm mới đi. Đấy, kiểu như vậy nha mọi người. Và chúng ta muốn biết thật sự cái video của AD sẽ ra sao thì mọi người phải đợi đến cái ngày chuyển giao về Việt Nam nha. Thì cũng sắp tới rồi. Đấy, tháng 6 là chuyển giao về Việt Nam rồi, thì chúng ta chuẩn bị tinh thần đi là vừa nha. Bây giờ thì mình cũng rất muốn AD ra mấy cái map mới ở trong tháp vô cực cơ. Tại vì mấy cái map mới toàn ở trong tiệc trò chơi rồi. Ở trong đây có bạn nào muốn tháp vô cực ra những map mới không? Mọi người hãy để lại một comment cho Cá Quân cùng biết nha. Và hôm nay Cá Quân sẽ làm một cái video là đi tất cả các đường ở trong map màu xanh lá đây. Câu hỏi của ngày hôm nay đó chính là Cá Quân đi bao nhiêu đường khác nhau ở cái map màu xanh này. Ok, đến đây mọi người còn chưa like video, chưa đăng ký kênh thì mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký. Nhớ comment xuống bên dưới trả lời câu hỏi thật là chính xác để nhận quà từ Cá Quân nha. Còn phần tặng quà thì mình sẽ để ở cuối video nha. Map đầu tiên thì mình mang tới cho mọi người một cái map là full xanh đây. Nhưng mà phải có cái map xanh như trong chủ đề ngày hôm nay. Mình sẽ đi tất cả các lối ở trong cái map đấy luôn. Trước tiên là mình sẽ đi cái lối tắt. Lối này là lối tắt khó nhất này. Mình sẽ đi từ khó cho đến dễ nha. Đấy. Thực ra không phải là từ khó cho đến dễ đâu. Biết đâu tí nữa đến cái map cuối mọi người cũng không làm được. Nhưng mà thôi, mọi người cứ xem video này thấy dễ thì mọi người bảo dễ, còn thấy khó thì mọi người cũng comment khó rồi cho Cá Quân biết nha. Nhưng mà cái lối đầu tiên thì chắc chắn là rất là khoai rồi mọi người ơi. Ok, rồi bây giờ cùng sang cái map tiếp theo để đi lối thứ hai nha. Lối thứ hai mình đoán là sẽ có rất nhiều bạn là từng đi rồi. Và cái map này là nó ở map số 5 cơ. Map số 5 đi cái lối dễ hơn thì rớt còn à nhầm, thì để bảo toàn tính mạng không bị rớt. Chứ bây giờ map số 5 mà đi cái trích khó nhất như đầu video thì thôi luôn, dễ bị rớt xuống tầng 1 lắm. Rồi đến map 4 rồi. Rồi bây giờ lên cái map số 5 và mình sẽ đi lối thứ hai. Rồi cái lối thứ hai này thì nó sẽ đi chậm hơn cái lối thứ nhất. Đấy, mọi người cũng biết mà, dễ hơn thì tất nhiên là phải đi chậm hơn rồi đúng không? Ok, vậy là đã được hai lối rồi nha. Và mọi người cùng xem là cái video này Cá Quân đi bao nhiêu lối ở trong cái map xanh đó nha. Chúng ta cùng chờ đợi Cá Quân lên cái map số 5 tiếp nè. Thì có lẽ là cái lối đi thứ ba này nhiều người đang xem video của Cá Quân thường rất là hay đi luôn. Tại vì Cá Quân cũng hay đi lối đấy cơ.
Rồi, cái map số 4 này thì cũng kỹ năng cao này, rất là dễ trượt chân luôn. Nhưng mà chúng ta luyện lâu thì cũng đi được thôi. Nhưng dạo này game lag quá, mình leo cái map này cảm giác nó chậm chạp thật sự luôn ấy, nó lag lắm. Đấy, cái lối này chắc chắn là tầm 80% đi đúng không nào? Rồi ok, vậy là xong 3 lối rồi. Chúng ta cùng chuyển sang map tiếp theo, đi lối thứ 4 nha. Có rất nhiều lối đi cái map đấy luôn. Và hôm nay mình làm cái video về đi map xanh. Còn video sau mình sẽ làm video đi map cam chẳng hạn. Đấy, đi các lối của map cam chẳng hạn. Mọi người đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh nha. Cái video lần trước mình bảo là đi lối thường mà lấy top 1 ấy, nếu mà được 800 like mình sẽ làm video đó ấy. Và cũng gần 800 like rồi, cho nên là mình cũng chuẩn bị rồi đấy mọi người ơi. Bạn nào mà chưa like video đó thì có thể xem lại và ấn nút like giúp Cáo Quân nha. Đấy, cái lối thứ tư này thì không, chắc là không có bạn nào đi đâu. Cái lối thứ tư chắc chắn là không có bạn nào đi rồi. Chỉ có Cáo Quân làm video này mới đi thôi. Rồi, bây giờ chuyển sang map số 5 để đi lối thứ 5 đây. Lối thứ 5 thì có lẽ là nó cũng hơi dị thường. À chưa. Cái lối thứ 5 này mình sẽ đi một cái đường mà mọi người cũng hay đi nữa. Mọi người cùng đón xem nha. Rồi qua cái map cam này đã. Đây. Rồi ok, đã qua được map cam rồi. Nào mọi người cùng xem cái lối thứ 5 nè. Lối thứ 5 này thì mọi người cũng rất là hay đi luôn. Đó, cái lối này cực kỳ là nhiều người đi luôn này. Tại vì nó cũng khá là nhanh ấy. Còn cái lối thứ 4 là mình làm màu thôi. Mình làm màu thôi mọi người ơi. Chứ đi cái lối đấy thì đến bao giờ mới về được đích. Ok. Và vẫn còn một cái lối nữa nha. Và đây là lối thứ 6, cũng là lối cuối cùng nha mọi người ơi. Lối cuối cùng luôn đấy. Và mọi người cùng đón chờ mình lên cái map số 5 nha. Đây rồi, map cuối đây rồi. Và mọi người xem cái lối cực kỳ là dị. Úi giời ơi, bị giật. Mình nhảy nó không có đi được ấy. Đây, cái lối này cực kỳ là lạ luôn nè. Đó, nhảy qua bên này. Cái lối này chỉ có Cá Quân đi thôi mọi người ơi. Có ai đi lối đấy bao giờ chưa? Bạn nào mà đi lối đấy rồi thì hãy comment xuống bên dưới cho Cá Quân biết nha. Rồi, thì video của mình cũng xin phép dừng tại đây. Và mọi người cùng chờ đợi game về VNG nha. Để xem là tháp vô cực sẽ có cái gì mới mẻ đây. Và hy vọng là sắp tới game sẽ ra cái map mới để cho chúng ta trải nghiệm được thú vị hơn. Chứ leo nhiều map này quá cũng chán đúng không nào. Và đây là những comment của 5 bạn may mắn trả lời đúng nha. Phần quà của mỗi người đó chính là một chiếc quần. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở video sau.